Kính chào quý vị đang theo dõi tin tức trên kênh YouTube Tin mới toàn cảnh. Thưa quý vị, những ngày gần đây, các vùng đồi núi ở Tây Nguyên liên tiếp bị sạt lở đất đá gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nghiêm trọng nhất đó là vụ sạt lở ở Đèo Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, hôm 30 tháng 7, vừa lấp 3 cán bộ cảnh sát giao thông và một người dân. Giáo sư Tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, thời điểm còn công tác, ông đã từng cảnh báo về việc chuyển đổi đất rừng tự nhiên sang trồng cây lâu năm sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về sạt lở đất trong mùa mưa lũ. Sau vụ sạt lở xảy ra ở Đèo Bảo Lộc, một số khu vực khác của tỉnh Lâm Đồng cũng xuất hiện điểm sụt lún. Cụ thể, hàng trăm mét đường và nhiều nhà dân ở khu vực thi công dự án hồ chứa nước Đông Thành, huyện Lâm Hà xuất hiện nhiều vết nứt, điều này khiến cho các hộ dân sống trong cảnh bất an sau nhiều ngày mưa liên tục lực lượng chức năng còn ghi nhận một số tuyến đường mặt đất trong khu dân cư ở tỉnh đắk lắc đắk nông bỗng dưng bị nứt toác trước tình trạng trên cơ quan chức năng các tỉnh ở tây nguyên đã đưa ra nhiều giải pháp để phòng chống sạt lở đất đơn cử ông trần văn hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã đề nghị mời các chuyên gia nhà khoa học để nghiên cứu đánh giá nguyên nhân dẫn tới sụt lún sạt trượt đất ở khu vực hồ chứa nước đông thanh huyện lâm hà Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho rằng có hai nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng sạt lở sụt lún đồi núi ở Tây Nguyên trong thời gian qua. Thứ nhất, đó là tình trạng chuyển đổi đất rừng sang trồng cây lâu năm. Thứ hai, đó là việc phạt núi làm đường, thiết kế độ dốc không hợp lý cũng gây sạt lở đất đá về mùa mưa. Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng cho biết, thời điểm còn làm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cuối những năm 1990 Ông đã đưa ra cảnh báo việc phá rừng ở Tây Nguyên để trồng cây lấy gỗ và cây ăn quả sẽ gây ra hậu quả khôn lường. Theo ông, rừng trồng chỉ có hiệu quả về mặt kinh tế và che bóng mát, chứ ít tác dụng ngăn lũ lụt sạt lở đất đá. Theo Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, những điểm bị sạt lở ở Tây Nguyên phần lớn là không còn rừng nguyên sinh, thay vào đó là đồi núi trơ trọi hoặc lưa thưa vài cây lấy gỗ, cây ăn quả. Những loại cây này có vòng đời ngắn, dưới gốc chưa kịp hình thành thảm thực vật đã bị chặt hạ. Ông Hồng cho rằng rừng trồng phải mất 50 năm mới khôi phục lại được thảm thực vật để giữ nước. Giáo sư tiến sĩ Vũ Trọng Hồng nói, phải mất nửa thế kỷ lá rừng rụng xuống, hình thành thảm thực vật dày 1 mét thì mới giữ được nước. Còn nếu rừng mất lớp mùn thảm thực vật, nước sẽ trôi tuột đi, tạo thành lũ, gây sạt lở đất, đá. Trước tình trạng sạt lở đất ở Tây Nguyên như hiện nay, ông Vũ Trọng Hồng kiến nghị cơ quan chức năng vào mùa mưa bão hàng năm phải kiểm tra đưa ra cảnh báo những vùng có nguy cơ sạt lở. Giáo sư Vũ Trọng Hồng còn kiến nghị bộ ngành hỗ trợ các tỉnh ở Tây Nguyên ra soát vùng có nguy cơ sạt lở đất rừng. Từ đó, nghiên cứu biện pháp chống sạt lở, sụt lún, đất, đá. Ngoài ra, theo ông Hồng, thời gian tới, cơ quan chức năng cũng phải đánh giá tác động của việc chuyển đổi đất rừng tự nhiên thành đất trồng cây lâu năm.